tuổi đẹp xong đất mở hàng như thế nào? Xét theo mệnh lý, hợp năm thìn ta có dậu vì thìn dậu lục hợp. Ngoài ra còn các tuổi thân tý dần mão, tức dậu thân tý dần mão là tuổi hợp năm thìn. Hợp với chữ giáp ta có chữ kỷ vì giáp kỷ hợp thổ, hoặc là giáp ất nhâm quý đồng và sinh cho giáp. Vậy các tuổi đẹp về lý thuyết ta có kỷ dậu, quý dậu, ất dậu, giáp thân, nhâm tý, giáp tý, nhâm dần, quý mão và kỷ mão. Ngược lại, các tuổi xung khắc và trùng với năm giáp thìn ta có mậu tuất, canh tuất, giáp thìn, mậu thìn. Ngoài ra, nếu kết hợp với mệnh khuyết, tìm được người ngược mùa sinh với gia chủ càng tốt hơn. Và đặc biệt, tìm được người có mật mã quý nhân với gia chủ thì còn gì bằng. Mời chư vị tra lá số tại website Khải Toàn. Tìm tuổi hợp để mở hàng xong đất như trên là về lý, nhưng về sự nên tìm người có phúc khí. Nói về sự, chư vị có thể gác lại chuyện hợp tuổi để chọn cho mình một người hay chính bản thân mình tự xong đất mở hàng. Nếu có những điều lành sao: người có tâm lượng rộng lớn, vì lượng lớn phước sẽ lớn, luôn sản sinh từ trường lành. Người vui vẻ dễ tính, mở hàng là buôn mai bán đắt. Người đang có vận khí tốt. Và chư vị nên hoàn toàn tin tưởng vào người mình chọn. Nếu chính bản thân chư vị thực hiện xong đất mở hàng, tâm chư vị nên hướng đến những điều thiện và tin vào chính mình. Chọn tuổi hợp xong đất mở hàng là về lý, nói lý không thể bỏ qua sự, lý sự tròn đầy, vạn sự hanh thông. Dù chư vị có chọn người hợp tuổi ra sao, nhưng người ấy thiếu những điều lành vừa nêu sẽ không nhiều tác dụng. Dù chư vị có chọn được người hợp tuổi, chọn được người có phúc khí, việc còn lại phải xem chính vận khí chư vị hiện tại như thế nào. Trong hàng ngàn vị Khải Toàn đã xem qua, những người biết tu sửa, khi có đủ công phu sẽ có phúc khí. Vì thế, khi ấy người hợp tuổi hay người lành dễ tương ưng. Bản thân vận khí đã tốt, lại nương vào người có năng lượng lành, vạn sự hanh thông. Khải Toàn kính chúc chư vị một năm thật sung túc, tâm thân an lạc.